Mời anh chị em lắng nghe suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên 5C. Suy niệm có chủ đề sống khiêm nhường. Thời Chúa Giêsu, dù trong Do Thái giáo hay ngoài xã hội, người Do Thái chia thành nhiều nhóm. Người ta có thể kể đến vài nhóm nổi trội như nhóm Sadduceo, phần lớn là các tư tế ở Jerusalem và một số kỳ mục. Đây là nhóm bảo thủ. Họ trọng nền tảng luật lệ và lề thói của cả đời sống và đức tin. Họ luôn muốn giữ nghiêm những gì mà họ cho là truyền thống. Nhóm thứ hai, nhóm Pharisêu hay còn gọi là biệt phái, gồm tiến sĩ, luật sĩ chuyên giải thích về luật và một ít tư tế vùng quê cũng như các thầy Lê Vi cũng thuộc nhóm này. Theo sau họ là nhiều tín hữu đạo đức, họ chuyên cần suy niệm kinh thánh và tuân giữ tỉ mỉ mọi luật lệ. Thứ ba là nhóm Eseno, được tổ chức chặt chẽ, có tôn ti trật tự. Họ sống nghèo khó, độc thân và vâng phục hàng lãnh đạo. Nhóm thứ tư là nhóm Samari, gồm người gốc Do Thái ở Samari. Họ bị pha trộn nhiều với dân ngoại, kể cả về mặt tôn giáo. Nhóm thứ năm, nhóm Herode. Nhóm này không phải là nhóm tôn giáo, gồm những người thân đế quốc La Mã. Họ ủng hộ vua Herode. Dù là đối thủ của nhau, tin mừng từng cho biết nhóm Pharisêu liên kết với họ chống Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tham khảo tin mừng Matthew 22:16 hoặc Marco 3:6. Trong các nhóm nói trên, Pharisêu rất được kính trọng. Không chỉ dân chúng xem họ là thành phần đạo đức, là chuẩn mực về đời sống đức tin, mà còn tự bản thân họ hãnh diện họ là thầy dạy đức tin, là kẻ nắm giữ và giải thích lề luật. Họ tách biệt khỏi đám đông dân chúng. Hôm nay tin mừng cho biết Chúa Giêsu được một người không chỉ thuộc nhóm Pharisêu mà còn là thủ lãnh Pharisêu mời dự tiệc. Vì là thủ lãnh, chắc chắn người mời Chúa phải là người có thế lực rất lớn. Và phải vì chủ nhà là thủ lãnh nên số đông khách mời là người Pharisêu. Phải chăng họ vốn là kẻ tự cao, kẻ được trọng vọng trước mặt dân chúng nên họ dễ dàng tự đặt mình vào ghế danh dự? Đàn khác, phải chăng vì chủ nhà là thủ lãnh, khách cũng muốn ở gần ông, muốn dựa hơi ông, muốn cho mọi người xung quanh lóe mắt khi có được một vị trí nào đó trong nhà ông chủ là người mời mình? Không chỉ là chỗ ngồi trong một bữa tiệc, thực tế, vì cái ghế quyền lực nào đó, người ta không ngại đấu đá nhau, tranh giành ảnh hưởng của nhau, hại nhau bằng mọi thủ đoạn, từ hạ bệ, bỏ tù đến sát hại nhau, vân vân. Ghế tưởng chừng như chỉ tượng trưng chức vụ, chức năng, trách nhiệm. Thực tế, nó là một thứ tập trung quyền lực hay tập trung một số quyền lực nào đó. Càng làm chánh trị, người ta càng tham quyền. Họ mơ được thăng quan là chuyện cơm bữa. Họ tỏ ra mềm mỏng, bợ đỡ cấp trên chỉ vì chiếc ghế hơn là phục vụ đối tượng
mà lẽ ra quyền hạn của họ phải phục vụ. Vì ghế, biết bao nhiêu thứ chiến tranh, thứ tù tội, chết chóc oan nghiệt đã xảy ra. Không biết có ảnh hưởng kiểu tinh thần biệt phái này không, mà Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gioan Tông Đồ cũng thích ngồi bên hữu bên tả Chúa. 10 tông đồ còn lại cũng không vừa. Họ bất bình với hai ông. Tổng trấn Phi-la-tô cũng vậy. Ông cho đóng đinh Chúa chỉ vì sợ mất ghế, dù biết rõ Chúa vô tội. Sách Huấn Ca cho ta lời dạy thiết thực rằng càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, Ngài được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Huấn Ca đoạn 3 câu 18, câu 20, câu 28. Còn những câu chốt trong Tin Mừng, Chúa nói: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên, và ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại, cho thấy Chúa Giê-xu không chỉ nhắm sửa đổi một lề thói xã hội, nhưng nhắm tới hiện thực nước trời. Nước trời là của những ai có lòng khiêm hạ. Càng khiêm hạ, con người sẽ càng được nâng cao. Khiêm tốn là khôn ngoan vì chọn lối đường của Thiên Chúa, trở nên giống Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã không ngần ngại rửa chân cho môn đệ. Ngài chấp nhận bị phản bội, chấp nhận nộp mình cho kẻ sát hại mình, chấp nhận chết giữa những tử tội như chính mình cũng là tử tội. Ngài sẵn sàng ban ơn tha thứ cho kẻ giết chết mình, cho kẻ thù nghịch và tội lỗi. Qua tấm gương về sự hạ mình của Chúa chúng ta càng xác tín. Chúa Giê-xu dù là Thiên Chúa, đã không đòi ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng chấp nhận hủy mình, mang phận tôi đòi, hèn hạ, để sống trọn kiếp người như chúng ta là người. Nơi sự hiến mình của Chúa mặc khải về một nghịch lý vô cùng lớn. Loài người là loài hèn hạ, tội lỗi, lại muốn nâng mình lên bằng cách chà đạp người khác, thì Thiên Chúa, đấng cao cả vô song, đấng là nguồn cội mọi loài, lại hạ mình xuống trong thân phận thụ tạo để cứu rỗi loài thụ tạo hay phản bội ấy. Chúng ta thực tập để sống khiêm nhường theo gương Chúa Giê-xu. Chẳng hạn, đừng để ý nhiều tới điều người khác nói về mình dù tốt hay không. Đừng tìm cách gây ấn tượng nơi người khác, nhưng hãy cứ là mình. Cố gắng làm việc hết sức, suy nghĩ thấu đáo, luôn để tâm vào hoàn cảnh mà mình đang hiện diện. Đừng bao giờ so sánh mình với người khác để rồi buồn bực vì thua kém. Hãy nhớ, Chúa ban cho mỗi người khả năng khác nhau. Thay vì cạnh tranh, hãy cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày một hơn. Cố gắng cộng tác với ơn Chúa để sống một đời sống công chính, lành thánh và nêu gương sáng. Mỗi khi làm được gì nổi nan, lớn lao, chiếm tình cảm người xung quanh, hãy tự nhắc bản thân, tạ ơn Chúa và dâng lên Chúa cả con người mình. Hãy chú ý đến điều mình cần học hơn là những gì mình đã làm được. Đừng quá lo ngại đến lỗi lầm của mình, nhưng hãy nhanh chóng rút ra bài học để ngăn ngừa sự tái phạm và hết lòng ăn năn
xin Chúa tha và lo xưng tội. Đó là trọn vẹn bài suy niệm của Chúa Nhật thứ 22 thường niên 5C. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong tuần lễ mới.